Tử vi của tuổi Dậu tháng 2 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được rằng những người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định. Từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên. Các quy luật về âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuổi Thân. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đuổi đối với những người tuổi Dậu. Tuy nhiên có một số ngày trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Dậu sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 2 năm 2021, tức ngày 20 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Đinh Mão, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 và mệnh chủ Quý Dậu sinh năm 1993. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Mão, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 và mệnh chủ Ất Dậu sinh năm 2005. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 2 năm 2021, tức ngày 21 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng
sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi của tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Tử vi tuổi Dậu tháng 2 âm lịch cho rằng vận trình công danh của bản mệnh không được tốt, bản mệnh cảm thấy chán nản, mệt mỏi, không có tinh thần làm việc. Mục tiêu đề ra chẳng dễ để hoàn thành, liên tiếp vấp phải những thị phi. Nhiều người gây cản trở cho bạn, làm bạn có cơ hội cũng không thể nào thăng tiến được. Công việc không được như ý lại còn bị nói xấu sau lưng, khiến bạn áp lực tinh thần đè nặng. Bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền muộn, phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ của công việc, nhưng không được như ý muốn. Không những vậy, tuổi Dậu lại có bản tính thiếu quyết đoán, có khi đứng trước cơ hội trời cho lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, người tuổi Dậu trong tháng này sẽ mắc sai lầm. Con đường công danh sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Vậy nên để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được những thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Nhìn chung, tài chính của tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch không được như ý vì công việc không được thuận lợi. Tài lộc của người tuổi Dậu sụt giảm, kiếm tiền trở nên khó khăn hơn. Cơ sắp này có nguy cơ mất cả vốn lẫn lời nếu như đầu tư mạo hiểm. Thấy lợi cần phải thu hồi ngay, đừng tham lam mà mất trắng. Tháng này những gia chủ tuổi Dậu sẽ dễ bị hư hao tiền bạc vào nhiều việc, trong đó có cả cho sức khỏe. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, biết chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón được tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng 2 này do ngũ hành xung khắc, ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm của đôi lứa. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng những người bên cạnh, đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có những người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Ngoài ra trong tháng, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Để chuyện tình duyên suôn sẻ, hạnh phúc, may mắn, thành công, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, Dậu, Sửu. Đây là vật phẩm hỗ trợ kích tình duyên, đồng thời giúp những gia chủ lập gia đình, thành công, hạnh phúc, yên ấm cửa nhà, tình cảm khăng khít. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của tuổi Dậu. Vận trình sức khỏe của tuổi Dậu theo tử vi tháng 2 âm lịch cho rằng tình trạng của bản mệnh không được tốt cho lắm. Tuổi Dậu thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, không ngủ ngon giấc.
Cho nên bản mệnh cần nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Bản mệnh cần cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Ngoài ra, trong tháng, tuổi Dậu sẽ có khả năng mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, nên phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất không nên qua lại nhiều, tránh ức chế những chuyện vô bổ. Bản mệnh cũng cần phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên. Hơn nữa, nên tập thể dục, ăn uống có chế độ tốt, điều dưỡng cơ thể. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Dậu cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Tân âm kim gặp đinh âm hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Dậu sẽ dễ có được tài lộc hơn. Tuy nhiên, về vấn đề sức khỏe, người tuổi Đinh Dậu cần lưu tâm để ý. Dù rằng ở độ tuổi này sẽ dễ mắc những căn bệnh về tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân, nên tham gia các buổi gặp gỡ, tụ tập các bài, tập các bài vận động phù hợp với lứa tuổi và giữ tâm trạng luôn vui vẻ thì sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe của mình rất nhiều. Ngoài ra, những người tuổi Đinh Dậu nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ hai, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 2 âm lịch không có gì nổi bật, thậm chí sự nghiệp bị cản trở bởi cái khác ngáng đường, tiểu nhân quấy phá. Tháng này tiền bạc cũng thất thoát, nên nhất định không được làm ăn lớn và việc đầu tư nhiều tiền vào một mối làm ăn nào đó, kẻo mất trắng. Đồng thời, tiền bạc không nhiều nên bản mệnh phải hết sức tiết kiệm, hạn chế chi tiêu với những thứ không cần thiết. Cứ tiếp tục thích gì thì mua nấy, sắm sửa vô tội vạ, thì đừng hỏi tại sao tiền mãi không còn ở trong túi. Người tuổi Kỷ Dậu nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Tử vi tuổi Tân Dậu tháng 2 âm lịch có nhiều biến động thăng trầm, sự nghiệp lên xuống liên tục. Công việc có tốt, có lúc lại bị tiểu nhân hãm hại, khiến bạn thực sự mệt mỏi, quyết từ bỏ. Tiền bạc trong tháng cũng không nhiều, cho nên bản mệnh phải hết sức hạn chế chi tiêu với những thứ không cần thiết. Cứ tiếp tục thích gì mua nấy, sắm sửa vô tội vạ, thì đừng hỏi tại sao tiền mãi không còn ở trong túi. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải nghiêm túc hơn trong các mối quan hệ của bản thân. Đừng đứng núi này trông núi nọ, chán người bên cạnh làm hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống không được như ý. Tình cảm của bạn, chính bạn phải chủ động. Những người tuổi Tân Dậu nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ tư, tuổi Quý Dậu, sinh năm 1993. Sự nghiệp của tuổi Quý Dậu trong tháng 2 âm lịch không được thuận lợi. Những ý kiến, đề bạt của bạn khó được cấp trên chấp nhận. Bạn cần cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói và các mối quan hệ. Tiền bạc của bản mệnh trong tháng cũng cần tiết chế chi tiêu dù kiểm tra nhiều. Cố gắng tích góp một khoản tiền lớn để còn đầu tư làm ăn về sau. Cuối tháng 2 âm lịch, bạn nên đầu tư vốn vào đâu đó cùng người đáng để tin tưởng để thu lời. Vận trình tình duyên không được như ý, ken cá chọn canh khiến cho bạn mệt mỏi, chán trường. Bạn cần phải xác định rõ tình yêu của mình dành cho ai và tiến tới mối quan hệ xa hơn. Với những người đã có gia đình, mâu thuẫn sẽ lên đến đỉnh điểm nếu bạn không biết tiết chế lời nói và cảm xúc của mình, nhẹ nhàng góp ý với người đó để giữ lửa hạnh phúc của gia đình. Để thành công và may mắn hơn trên con đường công danh, sự nghiệp thì các gia chủ tuổi Quý Dậu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức,
từ đó thơ thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 2 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Dậu. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị và các bạn luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.